Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà với mã số mới. Mẫu nhà 2 tầng mang mã số BT29205. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế với chi phí rất ưu đãi. Chỉ 3.999.000 đồng. Thay vì phải bỏ ra số tiền hàng chục triệu đồng, gấp rất nhiều lần, thì nay các bạn đã có thể sở hữu ngay một hồ sơ thiết kế chất lượng mà chi phí tiết kiệm cực thấp. Vậy có gì ở mẫu nhà mới này? Xin mời các bạn cùng chúng tôi đi vào chi tiết thiết kế ngôi nhà. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất. Với kích thước phủ bì chiều rộng là 8,2m, chiều sâu là 10,7m, diện tích sử dụng là 155m² cả 2 tầng. Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một phòng bếp và 2 vệ sinh. Không gian đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu là phòng khách rộng 21m². Đây là vị trí kê bàn ghế và hướng đặt kệ tivi. Phòng khách thiết kế diện tích tuy không lớn nhưng được mở nhiều cửa sổ xung quanh giúp không gian đủ ánh sáng và thông thoáng. Liên thông phòng khách là phòng bếp ăn, rộng khoảng 17m². Phòng bếp được ngăn cách không gian với phòng khách bằng một hệ nan gỗ trang trí. Tại bếp chúng tôi thiết kế một cửa phụ đi ra hành lang bên hông nhà. Đây là phòng ngủ 1, rộng 12,5m² và phòng ngủ 2 rộng 10m². Vì khuôn nhà nhỏ nên các phòng có diện tích khá cơ bản, đủ sinh hoạt ở mức tối thiểu. Giữa hai phòng ngủ là cầu thang lên tầng 2 và vệ sinh chung. Vệ sinh chung có diện tích là 3,5m². Xin mời các bạn xem thêm một góc nhìn khác của nội thất tầng 1. Tiếp theo, mời các bạn cùng xem tiếp không gian tầng 2 do chúng tôi thiết kế. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất tầng 2. Trên tầng 2 chúng tôi bố trí 2 phòng ngủ. Trong đó diện tích phòng ngủ 3 là 12,5m² và phòng ngủ 4 là 12m². Thẳng hướng cầu thang đi lên là phòng thờ nhỏ, diện tích khoảng 7m², đủ để kê một ban thờ với diện tích trung bình. Phía trước là một sân chơi rộng trên mái. Bên trên chúng tôi thiết kế có mái che bằng nan thép và bê tông. Đây dự định sẽ là không gian để chủ nhà chăm chút thành một góc vườn cây nhỏ xanh mát. Được ngồi đây hóng mát và nhâm nhi tách trà thì thật thích thú đúng không các bạn? Cuối cùng là vệ sinh chung tầng 2 và một sân phơi nhỏ phía sau nhà. Vệ sinh có diện tích khoảng 3,5m², thiết kế cùng nằm trên trục đứng với vệ sinh tầng 1, rất khoa học và hợp lý. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm một góc nhìn khác của nội thất tầng 2. Vừa rồi là những giới thiệu tổng quan chung phần nội thất. Tiếp theo, xin mời các bạn cùng chúng tôi đi vào phần thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh mà các bạn đang xem là góc phối cảnh chính của ngôi nhà. Được thiết kế với những hệ cột vuông vắn, mái thu hồi theo kiểu mái Nhật, tường được trang trí bởi những đường phào chỉ đơn giúp ngôi nhà trở nên hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Nền nhà được tôn cao 3 bậc khoảng 50 phân, chân đế công trình thiết kế ốp nhiều loại gạch đan xen giúp công trình đa dạng vật liệu, rất nổi bật và thu hút. Đây là một trong những mẫu nhà đẹp, chi phí thi công hoàn thiện được dự toán ở mức trung bình mà đầy đủ các chức năng phòng cần thiết, rất phù hợp với đa số các gia đình Việt. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà một tầng mang mã số BT29204. Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những yêu cầu sinh hoạt của gia đình mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về bộ hồ sơ mẫu nhà này nhé. Xin nhắc lại, chỉ với 3.999.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay bộ hồ sơ kiến trúc thi công của mẫu nhà này. Hồ sơ bao gồm đầy đủ ảnh 3D ngoại thất, 3D nội thất và các bản vẽ kích thước của ngôi nhà từ chi tiết chiều cao, chi tiết mặt bằng, chi tiết mặt đứng cho đến các chi tiết phào chỉ, chi tiết cột, chi tiết cửa, vân vân. Tổng quan chung là hồ sơ kiến trúc đầy đủ chi tiết để các bạn cùng tham khảo đấy ạ.
hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0888-625-888 nếu bạn cần tư vấn. Đừng quên ấn nút theo dõi kênh, vì cứ mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi lại chia sẻ một mẫu hồ sơ nhà đẹp với chi phí cực kỳ rẻ đấy ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau.